Rồi, hello, xin chào anh em. Chào mừng em đến kênh của Thắng Biker. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật báo giá cho anh em các dòng xe phân khối lớn nhá. Thì dòng phân khối lớn hôm nay thì có rất là nhiều dòng xe từ 300cc đến 1000cc nhé. Đấy, đến 1000cc thì về rất là nhiều dòng xe từ dòng Touring đến dòng Sport, Nextbike đều có đủ hết nhé. Đấy, ok. Còn anh em mà muốn biết thêm cái dòng khác thì có thể là comment bên dưới cho mình biết các loại xe như dòng xe nào thì comment bên dưới nhé, mình sẽ cập nhật báo giá cho anh em ha. Thì hôm nay thì mình thấy là có vẻ nổi bật nhất là con Kawasaki V6, gọi là Kawasaki V6 thì phải ha. Con này thì là cái dòng xe Touring ha. Đấy. Thì chiếc đầu tiên mình sẽ báo giá cập nhật cho anh em luôn. Mình sẽ đọc địa chỉ cho anh em, có thể là anh em có thể đến tham khảo nha. Cửa hàng thì vẫn có hỗ trợ ship xe cho anh em ở mọi tỉnh Tổ quốc nha, và có trợ trả góp luôn. Địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nhé. Số điện thoại là 092770 và 4 quý 8. Thì anh em mà đang xem video mà chưa đăng ký kênh của mình á, cho mình một nút đăng ký kênh và nhấn chuông chia sẻ để ủng hộ cho mình. Thì mình sẽ báo giá chiếc này luôn cho anh em ha. Chiếc này là ca của Kawasaki, gọi là V6X 300cc. Đấy, dòng này là nó đi bánh căm anh em nhé. Đó, bánh căm này thuộc ống lồng. Đấy, động cơ hai máy. Đây là một dòng Adventure. Nói chung là dòng này để chuyên để đi tour xa, thiết kế để tour xa. Thì hiện tại cửa hàng đang bán với giá con này là 130 triệu nhé. 130 triệu. Thì con này thì cỗ lên không chống đổ này, cặp đèn chiếu sáng rất là lớn luôn. Đấy. Đây, đây là cái cổng đĩa ABS này. Đó, có trang bị ABS luôn. Đấy, anh em đi đường xa cũng khá là yên tâm nhá. Con này thì lên có lên trang bị cặp thùng hông đằng sau rồi. Đó, chung là đầy đủ luôn. Để cho anh em có một con xe để đi tour khá là ngon luôn ha. Đây. Lốp trước lốp sau thì cũng thấy là còn rất là dày ha. Đấy, lốp rất là dày luôn. Máy móc thì lốp trước lốp sau rất là dày sạch sẽ nha. Đấy, khai thùng hông này. Đó, nhìn dáng rất là hầm hố. Sẽ ô đô con này. Ô đô mới đi 2859 cây. Đấy. Mới đi hơn 2000 cây rồi. Ồ, máy móc quá êm luôn. Máy móc tỉ thầm luôn nha em ạ. Quá êm luôn, êm ru à. Quá êm luôn. Êm ru luôn ha. Rồi, ok. Xe rất là đẹp nha. Rồi, tiếp theo là đến dòng Z3. Z3 thì hôm nay mình thấy là còn hai chiếc này. Con này thì 84 triệu nha, đăng ký 2016 luôn. Đăng ký 2016 nha. Dòng Z3 thì nó có động cơ cũng là hai máy. ABS trước sau hoặc cũng lồng. Rồi, con này thì bô zin nhá. 84 triệu 900. Tiếp theo, con này Z3 2017 nhé. Giá cũng là 84 triệu luôn. Đó. Rồi, mình sẽ đến cái dòng Ninja 300. Đó. Đây là Ninja 300. Ninja 300 thì hiện tại còn 3 chiếc này. Đó. Còn 3 chiếc nhé. Con này thì 2016, giá con này là cũng là 84 triệu nhé. Con này thì bô nó là bô zin. Đó. Nó cũng đã cắt đuôi rồi ha. Rồi. Tiếp theo là còn hai chiếc Ninja 300. Hầu như là các hai con này cũng đồng giá luôn, là 84 hết anh em nhé. Thì không có chiều giá hết. Đấy. Rồi, bên trên này thì mình sẽ lên tới cái dòng MT03. Đấy, xe rất là nhiều. Xe rất là nhiều nên anh em chưa có thấy rõ con nào, anh em có thể liên hệ trực tiếp từ cửa hàng. Cửa hàng sẽ cung cấp thông tin hình ảnh kỹ hơn cho anh em ha. Đây là mấy con này, là mấy con MT03 là mới này. Là mới 100% anh em nhé, chưa ra biển luôn. Đấy. Dạ, mấy con này thì hiện tại thì cửa hàng đang bán mới là 100 triệu. Đó, đồng giá là 100 triệu luôn. Mấy con này, này. Còn ba con mới ha. Còn con cũ này. Con này là con cũ này. MT03 cũ, con này đăng ký 2017 này. Giá con này là 86 triệu anh em nhé. 86 triệu, cái dòng này thì động cơ hai máy, nên chung là rất nhiều anh em đã review rồi ha. Đã rất là
rất là mạnh luôn, 86 triệu anh em nhé. Đấy. Tiếp theo là đến dòng con này là như là Ducati 795. Ducati 795 thì con này hiện tại có cửa hàng đang bán con này là 129 triệu anh em nhé. 795 đó, nhìn cũng khá là đẹp luôn, cũng khá là gọn gàng. Dòng này con này thì hầu như là mình thấy là chưa có ABS nhé. Đó. Chưa có ABS. Đó. Xe cũng rất là đẹp luôn. Đằng sau thì lên capo SC. Đấy, Ducati. Nha. Ducati 795. 795. Đấy. 2013. 2013. Ờ, con này hồ sơ rút sẵn rồi anh em nhé. 2013. Đó, 129 triệu. Đó, ok. Đó. Ngoài này thì còn Z3 này. Đó. 27 84 triệu 900. Máy êm ru luôn anh em nhé. Con này thì bô vẫn là bô zin. Ok. Lên đây thì đến dòng bự hơn Z1000. Z1000 thì có dòng đầy cũ, dòng đầy mới. Cái con này đầy 25 này, Z1000 25 này, cửa hàng bán con này là 249 triệu em nhé, 249. Có lên bộ SC, lên trợ lực, trợ lực tay lái, tay thắng tay côn đồ chơi, có vẻ tay tay thắng. Đấy. Con này thì vẫn còn bộ zin. Vẫn còn bộ zin nhá. Đó. Đồ chơi thì nó bạc nhà. Đó, chống đổ đèn trở sáng cũng là đầy đủ cho em luôn. Tay thắng tay côn. 11.000 cây cái vỏ trước vẫn còn theo xe luôn. Đó, bỏ theo xe luôn em nhé. Đó. Tài luôn. Đó, tiếp theo cũng là rất ngàn luôn. Con này 214 à. Đáo này là 232 triệu em nhé. Bến Tre nhé. Con này thì lại trả lên cái đồ gì? Xe diện. Đó, xe diện thì đầu đôi luôn. Đó. Con này nó chỉ có bỏ mỗi cái bầu hơi đi thôi. Chung là bỏ chỉ bỏ bầu hơi thôi anh em ạ. Đấy, còn đâu là xe diện hết nhé. Đó, ok. Tiếp theo cũng là một em Z1000. Z1000 thì hiện tại con này cũng đang giảm giá, nào trước là 145 thì hiện tại thì cũng đang giảm xuống là 140 rồi. Đó, còn 140 triệu anh em nhé, 2013. Đấy, hầu như là con này giờ là rẻ nhất trong cái đời giờ Z1000 rồi. Thì cái đời này là nó chưa có ABS nên mà giá nó cũng còn rất là mềm. Đấy. Anh em thấy là muốn về trải nghiệm 140 triệu anh em nhé, 2013. Đấy, 2013 thì con này thì cũng là bô zin, có lên ốp lốc máy này ha. Trợ lực tay lái và một cái ghi đông đồ chơi, tay thắng tay côn đồ chơi nha. Đây, đây thì có lên chống đổ và có đẹp cặp đèn trở sáng luôn ha. Đấy. Rồi, trong này thì mình cũng giới thiệu anh em một cặp CB500F luôn. Đấy, CB500F thì một cặp luôn. Thì giá hiện tại cửa hàng đang bán với giá con này là 120 triệu à. Đấy, giảm 16 triệu của 120 triệu là cùng một cặp luôn. Đó. Cái dòng này thì nó có là động cơ hai máy thuộc ống lồng. Đó. Con này thì có lên một cái bộ SC lên chống đổ này. Còn bên này thì bô zin, đùi zin chỉ lên chống đổ thôi. Rồi, ok nhá. CB500F. Cái dòng này thì đi tour cũng khá là sướng luôn. Rồi, trên này thì có mấy chiếc của Kawasaki này, Z8, Z9 trên này hết nhá. Bây giờ mình sẽ lên đến cái Z8, Z9 cho anh em có thể là tham khảo ha. Đấy. Và một tiếp tục một siêu phẩm nữa ha. Con này là CB650, CBR650R. Con này thì đăng ký 2020 luôn, đăng ký 2020. Giá nó là 223 triệu nhé. Đăng ký 2020. Xe thì zin từ đầu đuôi luôn. Ok. Tiếp theo, con này là chất 9 nè. Chín. Đeo 150, 170 toàn đeo 2018 nhé. Con này thì giá là 198 triệu anh em nhé. Đó. Con này có lên một cây bộ SC, lên gương gù chống đổ nhá. Đấy. Ok.
Đây, đây hiện tại có chất 8, chất 9. Đó. 8, chất 9 đầy đủ nhá. Đây. Con này là chất 8 à. 8216, giá năm nay là 170 triệu. Đó, 170 triệu. Rồi. Đây cũng là một em chất 9 này. Ồ. Sao chưa thấy giá đâu nhỉ? Hay là khách cọc rồi ta? Đó. Có hai con này thì đã mất giá này. Đó, nếu em thích con nào thì em có thể liên hệ trực tiếp cửa hàng nhé. Ở mình sẽ lướt qua bên trên thì mình phúc cho anh em. Bên trên này thì có R3 và CBR250RR. Đó. Đây. Đây, rất là nhiều rồi. Đây. R3 này, R3 thì đây có hai chiếc ha. Hai chiếc này. Chiếc này thì để lâu quá mà mờ mất số luôn này. 27 nha. Giá của này là 82 triệu em nhé. 82 triệu. Đó. Còn mấy chiếc CB2R250RR thì giá là 115 triệu. Con này 115 triệu này. 2019 này. Đó, con này 2019 biển 94. Cái dòng này thì nó cũng công nghệ cũng rất là nhiều, như phục upside down của Showa, ABS trước sau. Đó, và 31 chạy. Đó, nói chung là công nghệ cũng khá là ok nếu mà anh em mới lên phân khối lớn. Đó. Bên kia thì có dòng Ninja 400 luôn. Đây. Đây, cái con này ha. CBR250RR. Còn còn 3 chiếc ha. Đây, bên này cũng em xem. Đây. Bên này thì có Ninja 650 à. Rồi, trời ơi, mất giá luôn rồi. Đó, Ninja 650 2019 nhá. Giá này là 143 triệu. Đó, 143, đó là Ninja 650 nhá. Đấy. Còn đây có CBR 500R. Con này thì hiện tại cái hàng bán là 157 triệu, hiện tại còn hai chiếc thôi. Đó, xe rất là mới. Đó, để đây cũng khá lâu, không biết là còn Odo mới đi 12.000 cây. Con này như đăng ký 2020. Máy móc em đu luôn. Đấy, em đu luôn anh em ạ. Để khá lâu rồi, xe rất là mới luôn nhá. Đây, lốp trước lốp sau thì mới keng rồi. Ok, 157 triệu. Rồi, thì mình mới cập nhật cái lô xe một phần khối lớn cho anh em nhé. Còn anh em muốn biết thêm chi tiết các dòng xe nào thì em thấy là comment bên dưới nhé. Mình sẽ trả lời hoặc là làm video để báo giá cho anh em. Mình sẽ đọc lại địa chỉ để anh em có thể là tham khảo, đến cửa hàng để tham khảo nhé. Địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương. Số điện thoại là 092770 và 4Q8. Cửa hàng đều vẫn có nhận giao lưu và trao đổi tất cả dòng xe và có hỗ trợ trả góp, bảo rút hồ sơ cho anh em và ship xe cho anh em ở mọi miền tổ quốc luôn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ ủng hộ cho mình. Mình sẽ tiếp tục ra clip khác để báo giá cập nhật cho anh em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em những cái clip tiếp theo ha.